Chào mừng quý cô chú anh chị đến với Trú Gia Nhật Cần Thơ nha. Một tuần tôi mới đã đến rồi. Thì hôm nay em sẽ có về những cái túi nam, bao gồm cái đeo chéo, bao tử nam, cặp nam gì đó vân vân, rất là nhiều ở đầu video nha. Thì những cái túi mới bên em sẽ chủ yếu là da thật hết. Không phải da thật thì bên em sẽ báo độ mới là khoảng 80%. Do bán túi si cho nên đảm bảo độ mới 80%. Riêng thì những cái chiếc túi mới hơn thì quý cô chú anh chị mình nhìn trên video mình đã biết ha. Những cái chiếc túi mới về thì quý cô chú anh chị mình chuyển khoản trước thì bên em sẽ receipt nha. Sau khi em quay xong những cái chiếc túi nam mới về thì em sẽ xem một vài cái túi nữ dành cho các chị và một vài túi nam dành cho các anh nam với mức giá là 200.000. Bởi vì ngày này hôm nay là ngày 20 tháng 3 cho nên mức giá là 200 ha. Ngày mai thì sẽ là 201 vân vân. Thì như vậy thì quý cô chú anh chị mình dễ tiện theo dõi. Ví dụ như ngày 30 thì sẽ là 300. Rồi, ở đầu video ngày hôm nay sẽ là một cái túi vừa đeo chéo vừa xách tay dành cho các anh nha. Bề ngang của túi là tầm khoảng 28 và chiều cao lên tầm khoảng 32. Chất da của nó là da thật, độ mới cao. Và mình cảm thấy là nó màu nâu ha, độ mới rất mới, trên 85% luôn á. Nhưng mà bên em chỉ đảm bảo là 80% thôi. Tại vì bán túi si mà đảm bảo cao quá thì cũng cũng không đúng. Cho nên quý cô chú anh chị mình cứ yên tâm về cái chất lượng ha. Bên túi da Nhật Cần Thơ. Rồi, khoen khóa của nó ok hết dùm em. Và góc cạnh của nó độ mới cao nè ha quý cô chú anh chị. Chất da thật, mình xài quăng quật thoải mái dùm em luôn. Toàn bộ những cái khoen khóa của nó là sáng bóng hết dùm em nha. Ở phía sau đây, phía trước đây nó có dập cái thương hiệu. Và đây là ngăn phụ, có sử dụng hai nút hết 500. Bên trong rất vải dùm em nha. Rồi, ở phía sau nó có một ngăn có khóa kéo và ngăn chính có khóa kéo dùm em luôn. Bên trong lớp vải sạch đẹp, có ngăn cố định tắp led và ngăn có ngăn có khóa kéo, ngăn bên đây nhỏ nhỏ, không có ngăn cố định tắp led đâu. Cái túi quăng quật thoải mái dùm em, vừa xách tay vừa đeo chéo nha. Đó. Nhìn dùm em cái phần lót bên trong cực đẹp nha quý cô chú anh chị. Rồi mình có thể xách tay hoặc là mình có dây đeo chéo gắn liền với túi và mình có thể tăng đưa độ dài được dùm em luôn nè. Đó, một cái chiếc túi em vừa về, giá đợt này rất là mềm nha quý cô chú anh chị. Những cái túi nam thì mình thấy giá bên em bán mềm so với những đợt trước. Nếu em mua được giá ngợi thì quý cô chú anh chị mình sẽ mua được giá ngợi thôi. Lên dùm em mã sản phẩm là 5380 409, 5380, vừa đeo chéo vừa xách tay nha. Độ mới của nó rất là cao. Em có một cái cũng y hệt như vậy, cũng màu là màu nâu luôn. Nhưng mà chiếc này em chưa kịp độn phơm cho nên em sẽ quay là không độn phơm nha quý cô chú anh chị. Cái chất da của nó gọi là dày như da voi luôn, rất là dày, rất là đẹp. Và mình nhìn cái kiểu dáng giùm em nè ha. Đó, một cái thương hiệu đến từ cái Bandicoat, là thương hiệu của Kangaroo á. Ngang của nó là 33 và chiều cao lên tầm khoảng 36 khi mà em chưa có độn phơm nha. Rồi, này, mình nhìn cái chất da của cái chiếc túi này ha. Thứ nhất là nó rất là dày. Nó dày mà nó đến nỗi lên hạt luôn nha quý cô chú anh chị. Thứ hai là độ mới của chiếc túi màu nâu ha, là nó mới tinh luôn. Rồi, mình nhìn thấy góc cạnh giùm em ha, chưa có gì gọi là sờn hết nha quý cô chú anh chị. Thương hiệu của nó dập cái hình con kangaroo ở đây, Bandicoat nè. Đó, cái thương hiệu mình nhìn ha. Rất là mới luôn nha. Cái kiểu dáng của nó gọi là không tìm được cái chiếc thứ hai đây nha quý cô chú anh chị. Ở đây nó có sẽ một ngăn bên trong lót vải sạch đẹp, ở đây lót da luôn nè nha. Ngăn này thì có khóa kéo về luôn. Nói chung là chiếc túi rất là nhiều ngăn nhỏ nhỏ. Và khoen khóa của nó là sáng bóng hết dùm em. Dập bộ nhận dạng thương hiệu hết luôn nè. Bộ nhận dạng hết những cái hình con kangaroo luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, những cái ốc vít đều nó sáng tinh tươm hết dùm em. Chất da dày như da voi luôn á. Rồi, ở phía sau đây toàn bộ những cái khóa kéo của nó nè nha quý cô chú anh chị. Mình nhìn cái nhận dạng thương hiệu của nó thiệt là to luôn nè. Đó, Bandicoat ha, rất là đẹp luôn. Chiếc túi này nói chung là hiệu, chất da mới tinh, nhận về không xài, không nhận về không ưng, không trả tiền. Quá đẹp, rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Mình có dây đeo chéo, mình dây đeo chéo là da phối với vải nha. Đây, mới tinh luôn. Chiếc túi này em bán giá cực mềm quý cô chú anh chị, mình phải lấy liền thôi. Bây giờ ngăn chính có khóa kéo giùm em nè. Bên trong nó dập cái thương hiệu hình con kangaroo nè. Đây, Bandicoat ha, trên miếng da có khá là nhiều ngăn lót sạch đẹp nha quý cô chú anh chị. Đó. Các anh mình phải lấy liền chiếc này hoặc là các chị mình có thể mua mình bỏ vào trong chiếc hộp để mình tặng được luôn nha. Đó, nó mới như là chưa xài, dành để tặng luôn. Da của nó dày bịch như da voi, độ mới rất cao. Em bán chỉ có 590, lên dùm em mã 5435, 5430, 5435 nha, 5435, 590 giá quá rẻ. Rồi, em có một cái da thật đeo chéo hiện tại chưa động phơm. Đó, màu đen nha quý cô chú anh chị. Chất da rất là mới, em đo kích thước nè. Chiếc này thì ngang của nó khi chưa đụng phơm là 32 và chiều cao lên là 27.
chiều cao 2,732 cho nên nó nghiêng về bề ngang nha. Rất là mới, mới tinh luôn. Ở phía sau đây nó có một cái ngăn lót vải sạch đẹp nha quý cô chú anh chị. Dây của nó là da phối với vải bố, rất là chắc. Cái phần da mới tinh luôn ha. Khoan khóa nó phủ một lớp chống oxy hóa màu đen nha quý cô chú anh chị. Sáng mới. Cái túi này thì em thấy nó có một cái dây dây kéo ở phía dưới để mình mở cái phần độn, cái phần đáy túi nè, khi mà mình sử dụng đồ nhiều á, để đồ nhiều thì mình mở nó ra. Và cái phần ở bên trong thường là người ta sẽ lót vải, riêng chiếc túi này là bên trong cái phần này là lót da luôn nha, mới tinh. Còn không á thì mình để đồ ít thì mình cứ kéo lại về cho nó gọn ha. Giờ ngăn chính mình mở ra thông qua hai nút 500 nha quý cô chú anh chị. Đây lót vải sạch đẹp nè, đây ngăn chính có khóa kéo giùm em luôn, lót cực đẹp mới tinh. Nó sẽ có một ngăn có khóa kéo nhỏ nhỏ ở bên trong nha quý cô chú anh chị. Túi da thật, túi si, và mình sẽ là đeo chéo như thế này thôi. Dây đeo chéo có thể tăng đưa độ dài được. Độ mới chiếc túi là gọi là tặng được luôn, rất mới luôn nha. Khoảng 90%, 95% luôn, rất mới. Em bán giá là 590, lên giùm em mã 5442. 5442 590. Rồi em có một cái cặp laptop hiệu mã. Cái cặp này là cái hiệu của Catalo, hình con Catalo là con cá sấu á. Hiệu con cá sấu nha quý cô chú anh chị. Cặp laptop em chưa có độn phơm. Khi chưa độn phơm thì ngang của nó là tới 45 và chiều cao lên tầm khoảng 33. Khi độn phơm lên thì chiều ngang của nó tầm khoảng 42, 43 đó. Mình đựng được laptop to nè, laptop to 40 là được nha quý cô chú anh chị. Rồi thương hiệu của nó là Catalo, thương hiệu con cá sấu SIN 1947 nè. Chất da của nó mới tinh luôn, phơm dáng cực đẹp nha quý cô chú anh chị. Chiếc túi này em bán quá rẻ luôn, quá đẹp. Góc cạnh của nó ok hết giùm em luôn. Một thương hiệu rất là nổi tiếng, hình con cá sấu nha. Rồi bên trong lót vải dập hiệu hãng Catalo, có nên đựng thẻ cạc bút viết gì đó, thẻ cạc gì chỗ này ha. Chỗ da nó hơi bị sờn nhưng mà không vấn đề, rất đẹp, rất mới. Nội cái khóa kéo nó dập như thế này là thấy đẹp rồi nha quý cô chú anh chị. Catalo. Bây giờ tất cả khóa kéo nó đều màu vàng tươi, và một mặt nó sẽ là hình con cá sấu như thế này, và một mặt nó dập cái chữ là Catalo. Rồi nó mượt nè, khóa kéo nó rất là mượt luôn. Trời ơi nó đẹp, quá đẹp, quá vip luôn nha quý cô chú anh chị ơi. Đi kèm là một cái phần dây, dây này là dây zin của túi nè, nó dập cái thương hiệu luôn nè ha. Và mới tinh luôn, còn giống như là chưa xài luôn ha. Rồi ở bên trong nó có một ngăn có khóa kéo như thế này. Ngăn bên đây thì là nơi đựng bút viết, thẻ cạc gì đó vân vân, có khá là nhiều ngăn. Lót vải sạch đẹp, dập hiệu hãng luôn nè. Chiếc túi này thì nếu như quý cô chú anh chị mình có theo dõi trang thì những cái video trước cũng như những đợt hàng trước em bán tầm khoảng 790-890. Riêng chiếc này hôm nay giá chỉ có 690 thôi, mình phải lấy liền thôi nha. Đó, phải lấy liền cái chiếc này thôi. Trời ơi, góc cạnh nó đẹp nè, nó vàng tinh tươm hết luôn nha quý cô chú anh chị. Đó. Rồi chiếc này em bán giá là 690, lên giùm em mã 5452. 5452 690. Rồi em có một cái là chiếc túi da. Da này là da, để em coi đây, da thật phủ bóng nha quý cô chú anh chị. Nó dập cái thương hiệu nhưng mà em bán da thôi chứ em không có bán cái thương hiệu LV đâu. Ngang của nó là 38 và chiều cao lên 33. Nó em chưa có độn phơm nha. Nó phủ một lớp bóng rất là đẹp luôn, cứng phơm ở dưới đáy nha quý cô chú anh chị. Đó, nó như thế này ha. Rồi bây giờ mình mở ra, đây là lót vải nè. Bên trong cái thương hiệu của nó LV Paris Made in France. Rồi nó có một cái dây. Dây này là dây, dây này là dây đeo chéo nha. Chỗ này là chỗ da để mình đệm cái vai nè. Rồi bên trong có ngăn đựng thẻ, đựng bút viết gì đó vân vân. Nó dập thương hiệu hết ở trên cái miếng da và trên cái phần khóa khoen khoen chỗ này ha, khoen màu trắng đây. Đây, mình sẽ đeo chéo như thế này nha quý cô chú anh chị. Mới tinh. Rồi chiếc này em bán giá 490, lên giùm em mã 5400. Vậy là chiếc này không phải da thật đâu nha quý cô chú anh chị ơi, da của hãng nè. Da của hãng, tại vì giá của nó là không phải da thật, nếu da thật thì không có giá này đâu nha. Da của hãng, em báo lại da hãng nha. Tại nhìn nó rất là cứng cáp, rất là đẹp luôn. Lên giùm em mã 5400 490, 5400. Rồi em có một cái đeo chéo Gold Life anh. Chiếc này thì em không có thấy cái chỗ để mắc cái dây đeo chéo, mà em thấy có xách tay thôi.
cho nên chắc em má sách tay không có thấy chỗ mất dây đeo chéo nha. Ngang là 28 và chiều cao lên tầm 32. Nó là thương hiệu Gold Lái Anh nha. Gold Lái Anh nó dập thương hiệu trên cái phần miếng da chỗ này ha. Gold Lái Anh mình thấy rất là nhiều ở các cái túi da nam. Nó sẽ phối màu giữa màu xám và màu đen nha quý cô chú anh chị. Độ mới của chiếc túi này tầm khoảng 80%, 75-80%, nhưng mà nó là hàng có thương hiệu cho nên chất da của nó rất là ok nha. Mình xách thông qua dây đôi như thế này. Ngăn chính có hai khóa kéo. Đó, bên trong dập thương hiệu Gold Lái Anh hết, có ngăn có hai ngăn có khóa kéo và những cái ngăn đựng thẻ cạc gì đó rất là nhiều luôn nha quý cô chú anh chị. Chiếc này bên trong rất là mới, mới tinh tươm luôn, cũng như cái độ mới của chiếc da ở bên ngoài, mặc dù thấy màu tại cái màu đó thôi chứ rất là mới nha. Độ mới khoảng 80% á. Đó. Rồi, chiếc này em bán giá 490, lên giùm em mã 5389. 5389 490, mình chỉ xách tay như thế này thôi nha quý cô chú anh chị. Là một cái hàng thương hiệu nổi tiếng Gold Lái Anh. Em có một cái đeo chéo nhỏ nhỏ gọn gọn dành cho các anh. Nhưng mà nó là một cái thương hiệu đến từ dập cái thương hiệu giống như Saatchi vậy đó. Chất da của nó giống giống vậy đó. Ngang là 26 và chiều cao lên 30. Nhưng mà cái chữ này không phải Saatchi, dập thương hiệu gần giống thôi. Đó. Chất da đẹp mới. Ở phía sau nó có một ngăn. Ngăn chính thì có khóa kéo. Khoen khóa của nó sáng bóng. Dây là vải, có thể tăng đưa độ dài được nha quý cô chú anh chị. Đó, bên trong mình sẽ là lót dập hiệu hãng nè. Rồi, chiếc đeo chéo này ở bên trong cũng như bên ngoài mới tinh. Có khóa kéo nha quý cô chú anh chị. Rồi, mình sẽ là tăng đưa độ dài được giùm em. Dập thương hiệu luôn ha. Rồi, chiếc này nhỏ gọn mini. Anh nào mà cần một cái đeo chéo nhỏ gọn mini chất da thật thì lấy chiếc này ha. Em bán 490, lên giùm em mã 5395. 5395 đeo chéo chất da rất là mới luôn. Rồi, em có hai cái bao tử gửi đến các anh nha. Bao tử đầu tiên, hai chiếc bao tử màu đen thôi. Bao tử thì nam nữ đều sử dụng được và hai cái này thì kích cỡ gần gần giống nhau. Ngang của nó tầm khoảng 16 và chiều cao lên tầm khoảng 31-32 cho tới từ dưới đáy lên trên đây luôn nha quý cô chú anh chị. Có khá là nhiều ngăn, chất da thật độ mới nè. Rồi, ngăn chính mình có khóa kéo như thế này, bên trong lót vải sạch đẹp giùm em ha. Ở phía sau nó có một ngăn nữa. Rồi, toàn bộ cái những cái đeo chéo như thế này, những cái chuối bao tử như thế này mình có thể đeo trước ngực hoặc đeo sau ở phía sau lưng cũng được nha, hoặc đeo một bên hông gì đó, mình đi thể thao gì đó cũng được nha các anh. Rồi, lên giùm em mã sản phẩm 5404-499. 5404. Một cái bao tử cuối cùng nữa là em sẽ kết thúc cái phần túi năm mới, rồi sau đó em sẽ sale giá đồng giá 200.000 cho quý cô chú anh chị nha. Ngày 20 giá 200. Ngang của nó là 16 và cao lên tầm khoảng 31-32. Riêng chiếc này thì nó cái kiểu phía trước nó hơi lạ hơn một tí xíu nha. Nó có một ngăn, hai ngăn, ba ngăn. Ở phía sau thì nó có cái phần đệm ở sau lưng nè ha. Và ngăn chính mình mở ra như thế này giùm em nè. Rồi, ở đây nó có thêm cái ngăn phụ. Sau đó là mình mở cái khóa kéo. Bên trong lót vải sạch đẹp nha. Cái phần khoen khóa này là cái phần mà inox, ở phần kim loại chứ, kim loại. Rồi, ở đây mình có thể tăng đưa độ dài của cái chiếc túi được giùm em nha. Lên giùm em cái mã sản phẩm là 5393-499. Rồi, tiếp đến là những cái chiếc túi đầm giá 200.000. Quý cô chú anh chị mình thích chiếc nào thì mình chốt giùm em. Do hàng sale cho nên phí ship sẽ là 30.000 tiền ship, không có miễn phí ship nha. Quý cô chú anh chị mình vui lòng chuyển khoản trước giùm em, mình chốt chắc và không nhận đổi trả. Những cái chiếc túi sale quá rẻ lỗ như thế này thì em không nhận đổi trả. Mình coi kỹ kích thước kiểu dáng và mình chốt chắc giùm em nha. Toàn bộ là túi da thật hết. Cái phần to nhất ở bề ngang của chiếc xách tay này là khoảng 35. Cái phần đáy của nó khoảng 27 và chiều cao lên tầm khoảng 22. Là cái chiếc túi xách tay đến từ Nhật nha. Chất da rất là mới luôn, màu đen. Đó. Mới tinh luôn, góc cạnh cũng ok và nó cứng phơm cái phần dưới đáy nha quý cô chú anh chị. Thương hiệu nó dập ở đây. Ở phía sau nó có một ngăn. Ngăn chính thì tất nhiên là nó có khóa kéo và bên trong lót da luôn. Rất là mới đẹp luôn mà. Chiếc túi này gọi là em sale giá tặng, sale lỗi nhân ngày 20 thì em sale giá 200 nha. Đó. Giá 490, hôm nay giá sale 200. Gọi là sale lỗ, lên giùm em mã sản phẩm là 4779. 4779 200. Rồi, tiếp đến là em sẽ có một cái đeo chéo dành cho các chị nè. Chiếc đeo chéo này là da thật dập vân trăng nha. Độ mới của nó tầm khoảng 75-80%. Ngang là 30, cao lên tầm khoảng 17-18 nha quý chị. Mình sẽ là da thật rất là mềm và dập cái vân trăng như thế này. Đó.
Rồi mình sẽ là dây đeo chéo. Dây đeo chéo là nguyên cái phần miếng da luôn. Nó nguyên phần miếng da cắt ra nha quý chị, đây nè ha. Miếng da rất là dày luôn. Rồi mình mở ra thông qua hai cái nút hít 500. Ở phía bên trong sẽ là lót vải giùm em nha. Rồi chiếc này cái mã số của nó là 5229, em sale 200. Ngày 20 sale 200 nên giùm em mã sản phẩm 5229. 5229. Em có một cái dây chéo dành cho các chị nữ, mà chiếc dây chéo này mình phải chốt liền thôi nha. Chiếc dây chéo này đảm bảo mình mua mình lời luôn nè. Nó phải chốt liền cho nó đẹp. À, cái chất của nó là cái chất giống như da lộn vậy nha quý chị, mà cái hình cái dạng của nó rất là hiện đại luôn. Ngang là 22, đựng được ví tiền dài điện thoại, cao lên là 20. Ôi dây chéo này nó đẹp nè. Cái dây của nó là nội, cái dây của nó dây da là mới luôn nha. Và phần kim loại của nó khắc cái họa tiết trên cái phần kim loại bằng đồng, rất đẹp luôn. Ở phía dưới đây nó giống y hệt như là chất da lộn, độ mới rất là cao, trên 90% nha quý cô chú anh chị. Và ở đây mình thấy nè, khoen khóa của nó màu vàng và không có cái gì gọi là bị oxy hóa luôn, mới tinh tươm. Ở cái phần nắp của nó sẽ mở ra thông qua hai cái nút kim loại như thế này, mình mở ra như thế này ha. Ở đây cái mẫu của nó, cái phần miệng nó giống y hệt như cái phần cớp. Phần kim loại này vàng sáng bóng giùm em luôn, bên trong lót da nha. Đó, mình bụp lại như thế này. Đó, rất là đẹp nha. Hôm nay mình bán giá là 200, chắc em chỉ xem một lần ngày hôm nay thôi. Tại vì cái chiếc này nó mới dữ lắm luôn. Lên giùm em mã sản phẩm là 4720, 450 còn 200 nha, chỉ ngày hôm nay thôi. 4720. 4720 gọi là sale tặng giá lỗ đó. 4720. Không có ai mà hay bán giá lỗ giống như em đâu. Rồi, em có một cái chiếc da màu hồng. Chị nào mà mình thích bánh bèo màu hồng á thì mình sẽ lấy chiếc này giùm em nha. Hiện tại không có độn phơm gì đâu. Mình có thể xách tay như thế này, hoặc là mình có dây đeo chéo giùm em luôn. Nó dây đeo chéo như vậy, hoặc là mình gỡ cái dây đeo chéo ra mình xách, và mình có thể để một cái bình nước cũng được, dạng xách tay như thế này, bỏ điện thoại ví tiền. Điện thoại dài á, mình bỏ xuôi như thế này ha. Rồi chỉ cần đeo chéo bỏ điện thoại bóp dài là được, hoặc là mình có thể đựng những cái bình nước đi công sở gì đó cũng ok nha. Bình nước da cho nên mình xài hoài màu hồng, rất là đẹp luôn. Chị nào đang thích tìm săn những cái sản phẩm màu hồng á thì lấy ngay chiếc này. Chiếc này hôm nay giá bán của chiếc này là 200. Lên giùm em mã sản phẩm là 5212. 5212. 200. Rồi em có một cái giá tặng dành cho các anh. Nãy giờ thì mình sale dành cho các chị thôi. Em sẽ có chiếc xe dùng cho các anh nha, chờ em tí. Rồi đây một cái siêu phẩm em sale giá 200 cho mấy anh nha. Rồi siêu phẩm này các anh nào mà mình thấy được trước, mình chốt trước đó là mình rất là ngợi luôn nè. Gọi là giá tặng chứ không phải là giá bán nha. À, cái đeo chéo, vừa đeo chéo vừa xách tay này, ngang của nó tầm khoảng 31 và chiều cao lên tầm khoảng 36 nha các anh. Thương hiệu đến từ Mexican. Màu của nó không phải là màu đen đâu, màu xanh đen ha, thương hiệu nó dập nè, Mexican ha, trời nó mới tinh luôn nha. À, gọi là cái giá tặng cho ngày hôm nay, siêu phẩm tặng cho ngày hôm nay dành cho các anh nào mình chút trước chiếc này nha. À, khoen khóa nó sáng bóng giùm em, và ở đây, ở phía dưới đáy nó cứng phơm như thế này, độ mới rất là cao nha. À, chiếc này thì nó có một cái ngăn chính có khóa kéo như thế này, à, bên trong nó dập cái thương hiệu Mexican nè, nó có những cái ngăn nhỏ rồi găng đựng thẻ kẹt gì đó, bên trong lót vải sạch đẹp luôn. Rồi chiếc này các em quay nhanh nhanh thôi, trời nó đẹp quá, mình có thể mình đeo chéo như thế này giùm em được luôn nha. Rồi mình xách tay hoặc đeo chéo, không thích thì mở ra. Chiếc này em đang bán giá 590 nè, hôm nay em này là giá 200 nha, và chỉ ngày hôm nay thôi chứ em không dám sale nhiều đâu. Tại vì em sale như thế này là giết là chắc em dẹp cái túi da nhật cần đơ luôn. Lên giùm em mã là 4284 200. 4284 mình chốt liền. 4284 200. Gọi là chiếc đó là chiếc giá tặng trong ngày hôm nay. Rồi em sẽ có một cái dành cho các anh nữa đây, một cái đeo chéo. Rồi, anh nào mà mình đang thích cần đeo chéo thì mình sẽ lấy chiếc này nha. Cũng là giá tặng luôn. Ngang của cái đeo chéo này tầm khoảng 25 và chiều cao lên tầm khoảng 28. Mình sẽ là chất da thật giùm em nha. Nó toàn bộ là da thật giùm em nè. Rồi ở đây mình sẽ có một cái ngăn bên ngoài, hai ngăn bên ngoài, ngăn chính có khóa kéo vậy. Bên trong phần lót của nó sẽ có va vấp thời gian, chẳng hạn như ở đây. Thật ra nó bị sờn vậy thôi, chứ bị rách chỗ này. Cho nên giá bán ngày hôm nay em sẽ tặng cho quý cô chú anh chị nè. À, ở bên trong mình có báo nha, đó, rách nên chủ cũ người ta ấy lại như thế này. Chiếc này thì em sale 100 thôi.
giờ để em kiểm tra cái này, em báo cho chú anh chị luôn. Đó, vẫn còn sạch đẹp nha. Mình có thể mở cái phần phía đáy ra khi mà mình dùng nhiều á. Chiếc này hôm nay là giảm là 100 luôn đó. Rồi mình sẽ là đeo chéo như thế này nha quý cô chú anh chị. Dây đeo chéo là da phối với vải có thể tăng đưa độ dài được. Chiếc này hôm nay giá bán của em này đâu rồi? Cái phần tag của nó đâu? Nãy em mới thấy phần tag chắc nó xuất ra rồi quá. Rồi, để em lấy mã dán mã cho quý cô chú anh chị nha. Lên giùm em mã tặng 100k. Mã tặng 100k giùm em nha. Tặng 100k. Và em có báo lỗi nha. Cái phần lót ở bên trong thôi, còn lại chất da bên ngoài mới tinh. Tặng 100k. Rồi em có hai cái xách tay mà em giá tặng dùm cho các chị luôn nè. Một cái xách tay, một cái để coi cái này xách tay hay đeo chéo đây. Một cái xách tay luôn. Xách tay cái da bóng nha. Độ mới của nó tầm khoảng 80% và cái nắp là dáng như bì thư, ngang là 26 và cao lên tầm khoảng 16-17. Mình xách tay dạng mẫu Nhật, phơm Nhật như thế này. Cứng phơm ha quý cô chú anh chị, chất da thật nha. Đó. Do nó là cái phần phủ một lớp bóng cho nên phần qua vấp thời gian mình thấy có vết trầy như thế này, chứ thật ra nó rất là đẹp. Tại vì nó phủ lớp bóng cho mình nó dễ thấy trầy ha. Rồi thương hiệu của nó dập ở đây bên trong lớp da giùm em luôn nè. Có khá là nhiều ngăn. Mình sẽ đóng lại thông qua cái nắp giống như là một cái bì thư ha. Chiếc này hôm nay giá bán là 200. Lên giùm em cái mã là 4718-200. 4718. Rồi, em có một cái xách tay dành cho các chị nữa đây. Túi bên em thì rất là nhiều, cho nên bữa nào mình cần sale cái gì á thì mình mà phù hợp thì mình lấy liền nha. Tại vì có khi em không có sale đâu, nhiều khi em bất chợt em sale như thế thôi. Rồi, chiếc này là một cái chiếc xách tay da thật đến từ Tokyo nha các chị. Đó, em đo kích thước trước nè. Xách tay da thật, da rất là mềm. Ngang của nó là 26-27 và chiều cao lên tầm khoảng 24-25. Mình xách tay thông qua dây đôi như thế này giùm em nha. Rồi chất da của nó đây. Nó là thương hiệu đến từ Tokyo ha, nó dập trên miếng da này. Rồi ở đây nó có một ngăn có khóa kéo, ngăn phụ hai bên vậy. Và ngăn chính nó sẽ có khóa kéo như thế này. Bên trong lớp vải có khá là nhiều ngăn. Rồi chiếc này em hiện tại em không có độn phơm gì nhiều á, cho nên mình thấy cái phơm như thế nào là mình về mình xài y hệt như vậy. Chất da nó rất là mềm nha quý cô chú anh chị, góc cạnh mới tinh. Rồi chiếc này em đang bán với giá là 200, nên giùm em mã 5249. 5249-200. Rất là đẹp. Rồi, cái chiếc Tokyo này cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Mong rằng trong video sẽ có những sản phẩm phù hợp với quý cô chú anh chị ạ. Ngày hôm nay thì sale là 200 nha. Ngày mai thì em sale 201 đó. Quý cô chú anh chị mình thích mã nào thì mình inbox liền vào Zalo giùm em. Xin chào, kính chào và hẹn gặp lại ạ.